Này này. Với nước suối dâng lên chảy rất mạnh làm cho sạt lở cầu rất nguy hiểm. Không biết tiếp tục cây báo Juli tới, không biết cây cầu này có trụ được không. Một sự tàn khốc ghê gớm tại một tỉnh Marinduque, Philippines. Đi thẳng con đường này thì cũng có rất nhiều nơi sạt lở đất rất nguy hiểm, nhưng mà rất nguy hiểm nên chúng tôi cũng không dám tới. Lên vô này. Sạt lở đất gần cầu rất nguy hiểm.
cơn bão Goni đi qua đỡ lại sự sạt lở đất tàn phá biết bao nhiêu, làm ách tắc giao thông. Sự cơn bão Goni đi qua kèm theo mưa rất to, những đường suối này đã bị ngập và có sự sạt lở đất ngay đường, rất nguy hiểm cho người dân đi qua lại. Bão hiện tại bây giờ là đang tới đảo nơi khác, nhưng mà hiện tại sau cơn mưa đầu nguồn thì nước chảy rất là mạnh. Các bạn có thấy nước đã lên gần tới vạch và tới nhà dân, những ngôi nhà dân ở gần những khu vực suối. Nước chảy rất mạnh. Bên kia sắp tràn lên rồi. Mực nước đang lên rất cao và chảy rất xiết. Damn it, stupid lang kuya. Awas ka.